Sáng 18 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết và trao giải hội thi tìm hiểu quy định của pháp luật về công tác thi đua khen thưởng. Đến dự có ông Nguyễn Hồng Thanh, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Trương Nhật Quang, Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy, cùng lãnh đạo các sở ban ngành và đại diện các khối thi đua. Vòng chung kết có 12 đội đại diện cho 12 khối thi đua tham gia tranh tài. Các đội trải qua 4 vòng thi gồm tự giới thiệu, trắc nghiệm, xử lý tình huống và giới thiệu gương điển hình tiên tiến. Kết quả, đội thành phố Tây Ninh, khối thi đua các huyện thị xã thành phố giành giải nhất. Đội công ty cổ phần cao su Tân Biên, khối thi đua doanh nghiệp trung ương đoạt giải nhì. Giải ba thuộc về đội sở văn hóa thể thao và du lịch, khối thi đua văn hóa xã hội. Đảm bảo cho công tác thi đua luôn là động lực để mọi người, mọi tầng lớp nhân dân cống hiến hết mình cho công cuộc xây dựng, bảo vệ quê hương đất nước. Với phần giới thiệu gương điển hình, đây chính là cơ hội, là điều kiện để các cá nhân tập thể có nhiều thành tích, có nhiều sáng kiến trong công tác, trong cuộc sống đời thường được một lần tỏa sáng, tạo sự lan tỏa, niềm tin, động lực để khơi gợi tất cả các cá nhân và tập thể trong mọi cơ quan, đơn vị và nhân dân. Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hồng Thanh nhấn mạnh, hội thi là điểm nhấn quan trọng trong hoạt động triển khai thực hiện luật thi đua khen thưởng năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm nâng cao nhận thức trong toàn xã hội về vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác thi đua khen thưởng trong tình hình mới. Qua kết quả tổng kết hội thi đã khẳng định hội thi được triển khai một cách nghiêm túc, bài bản, tạo được sức lan tỏa sâu rộng. Ngay sau hội thi được phát động, các khối thi đua trên địa bàn tỉnh đã kịp thời ban hành kế hoạch và triển khai hội thi của khối mình, đảm bảo đúng theo hướng dẫn của Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh với nội dung hình thức phong phú sáng tạo, góp phần tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về công tác thi đua khen thưởng. Thay mặt lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Hồng Thanh ghi nhận đánh giá cao sự vào cuộc, cách làm sáng tạo của Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh và ban tổ chức hội thi, biểu dương ban giám khảo, tổ thư ký, tổ soạn đề thi đã rất trách nhiệm, minh bạch, sáng tạo cùng các khối thi đua hưởng ứng tích cực, tạo nên thành công chung của hội thi.